sau khi chuỗi lây nhiễm tại khu Tam Giác, quận Thanh Khê được kiểm soát, vừa qua Đà Nẵng lại ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Để kịp thời ngăn chặn dịch lây lan thì các địa phương đã vào cuộc nhanh chóng và chủ động triển khai khoanh vùng, xét nghiệm để đánh giá nguy cơ lây nhiễm. Đây là chốt phong tỏa trên đường Lê Quang Hòa, phường Hòa Xuân, được quận Cẩm Lệ thiết lập ngay sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 sinh sống tại đây. Ngành y tế cũng nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm các hộ dân xung quanh để đánh giá nguy cơ. Qua điều tra dịch tễ, các điểm có nguy cơ cao khác cũng đã được quận Cẩm Lệ kịp thời khoanh vùng để kiểm soát. Để chỉ đạo phường và khu dân cư là thông tin cho người dân là tại ở vị trí là không đi đâu. Để kịp thời lấy mẫu để có kết quả sớm để chúng ta quản lý và giám sát người để giảm ca lây bệnh. Cũng liên quan đến các ca mắc COVID-19, nên ngay sau khi có thông tin, các biện pháp kiểm soát khu vực trụ sở chi cục thuế Thanh Khê, Liên Chiểu đã được triển khai. Vùng cách ly y tế cũng được tính toán thiết lập. Cái vấn đề quyết định cái khu vực vùng thiết lập vùng cách ly y tế này thì về mặt chuyên môn là do cái trên cơ sở cái yếu tố dịch tễ đã được xét nghiệm và đồng thời là trên cơ sở là cái kiểm tra khảo sát của cơ quan y tế để tham mưu cho ban chỉ đạo quận có cái quyết định về cái việc là thiết lập cái vùng y tế cho vùng cách ly y tế cho nó phù hợp và đảm bảo cái sinh hoạt của phục vụ đảm bảo về cái nhu cầu sinh hoạt của người dân cũng như là đảm bảo trong cái việc là phòng chống dịch ở khu vực lân cận của chi cục thuế này. Từ ngày 10 tháng 7, ngay khi ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, các địa phương đã khẩn trương điều tra dịch tễ, truy vết, trên cơ sở đó tiến hành khoanh vùng nhiều khu vực có nguy cơ cao để chốt chặn kiểm soát, tiến hành xét nghiệm sàng lọc. Dịch lây lan nhanh thì chúng ta càng phải đi nhanh hơn dịch để ngăn chặn các đứt chuỗi lây nhiễm. Trên tinh thần này, tại các cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng như ngày qua, lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, kịp thời khoanh vùng xét nghiệm để ngăn chặn dịch lan ra diện rộng. Và kinh nghiệm vừa rồi mà các đồng chí làm trong mấy ngày vừa qua là tôi cho rằng là rất là tốt và chúng ta mới có cơ sở để chúng ta đánh giá xem là mức độ nó lây nhiễm ra đến đâu và bao nhiêu chu kỳ rồi. Thì tôi đề nghị các đồng chí cho triển khai ngay cái việc này. Tôi nhắc lại là phát hiện đến đâu phải phong tỏa nhanh và lấy mẫu xét nghiệm nhanh ở đó. Với tinh thần chủ động cao nhất, ngành y tế và các địa phương đang nỗ lực triển khai các giải pháp để kiểm soát COVID-19 lây lan. Các địa điểm liên quan đến các ca bệnh cũng đã được thông tin kịp thời, đề nghị người dân nếu có liên quan thì nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, tránh để dịch lây lan ra cộng đồng.